Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Lại mời các bác đến với series ít hàng thanh lý của bên em. Tiếp tục trong cái series đồ thanh lý, đồ bán hộ nha. Đây là chiếc đẩy Monac MA8002. Con này hôm đầu em có giới thiệu với toàn thể các bác là công suất là 1800 ở 8 ôm và 4 ôm của nó là khoảng tầm là 3200 đến 3400W. Ở 4 ôm và các bác mà đánh hai kênh dồn lại là một để đánh súc thì công suất của nó đạt đến mức siêu khủng là vào khoảng tầm là 4000W. 8 ôm lô. 8 ôm lô nhá, khoảng tầm 4000W. Đấy. Nhưng mà công suất đấy là công suất ước tính thôi. Còn thực ra em nhìn cái máy này, cái biến áp này nó không bằng cái con đẩy motor block kia. Con biến áp của nó có 32 sò thôi, biến áp nó còn to gấp mấy lần con này, to hơn nhiều. Biến áp to chạm nóc cơ, con này biến áp bé tí, con này như có 17-18 cm mà con kia tận 22 cm. Đấy, mà sò thì rõ nhiều. Khuyên dùng con này, các bác mà đánh nai a dây thì hợp lý, và công suất thực tế của nó thì chuyên dùng đánh nai a dây thôi, mặc dù đằng sau nó có mạch đánh súp đằng ngoài, mạch cắt súp đằng ngoài. Đấy, hiện tại con này thì em đang xả hàng và thanh lý bán hộ nha. Mấy anh em đám cưới kiểu chắc bây giờ bí tiền hay sao, đầu cơ hay bán hộ anh cái, chú giảm, anh giảm giá cho chú chút xíu. Trước thì con này bên em đang bán vào 5 triệu bao ship, và bây giờ này chỉ có 4 triệu 400 nghìn đồng bao ship. Đấy, cho các bác nhé. Bán hộ thôi. Còn nếu mà các bác muốn em bảo hành, các bác thêm cho em tiền, không lấy nhiều. Bây giờ em bán cho các bác là 4 triệu rưỡi, lãi được 300 nghìn. Lãi được 100 nghìn, không phải 300 nghìn. Lãi được 100 nghìn thôi, và bảo hành cho các bác là 1 tháng nha. Lãi được 100 nghìn bảo hành 1 tháng, thì bây giờ trả mày các bác về đủ phát đi hết một cả mặt hàng công suất, các bác cứ tính nha. Cứ tính như này cho em nha, 75 nghìn một con sò. Đấy. Một đôi sò là 150, và bên này của nó là 22 con sò. Đấy. 24 con sò. Một vế mà đi hết cả một sàn này thì các bác tính tiền hộ em cả thế thôi. 1 triệu 8 nghìn sò. Đấy. Nó chơi phát hơi đau luôn. 1 triệu 8 tiền sò cộng cả tiền công sửa, nhưng mà đấy là công suất, nếu mà tính theo kiểu là nhân lên thì nó như thế thôi, còn thường thường có mà đi hết cả hàng ngày nó chưa đến 1 triệu tiền linh kiện, có cái công người ta lấy vào thì nó đắt tí thôi. Đấy, các bác ạ. Sò thì bên em nếu mà thợ sửa thì cứ thay này, cứ 150 một đôi sò, không nên nhiều, 150 một đôi sò là bảo hành, còn nếu mà không bảo hành thì 75.000 một đôi sò. Đấy. Nói chung là thợ bên em thì nó có chuyên môn như thế. Còn bên em thì em cũng chỉ là người kể chuyện, người dẫn dắt các bác từ người mua đến với người bán. Và những chuyên mục thanh lý bán hộ thì em đứng ra em nhận, và hàng gửi ở đây thì em sẽ báo cáo với các bác là như vậy. Đấy, các bác xem điện áp này, 94470 4794V. Tức là điện áp của con này thì nó cầu cao thì nó thấp hơn cái cầu cao của cơ quan motor block kia, còn cầu giữa của nó thì đều nhau, đều 47-48V. Đấy. Đấy, tụ nguồn thì rất là to, 80V, 22.000 mi, dung lượng rất là lớn, mặc dù biến áp nguồn trông rất là còi xương, suy dinh dưỡng. Máy Clan H Power Amni. Đấy. Các bác chơi con này đánh thì cũng phải rực rỡ luôn nha. Thì các bác nào quan tâm đến chiếc này thì em báo luôn rồi, 4 triệu rưỡi bảo hành 1 tháng, 4 triệu 4 không bảo hành 1 tháng, không bảo hành tháng nào, 4 triệu 4 là bao sống cho các bác một ngày, thế thôi. Bao các bác đánh thử một ngày, trong vòng một ngày mà lỗi, gửi lại. Giá trên là bao gồm phí ship vận chuyển nhá. Còn các bác nào vẫn kêu đắt, em đố các bác đi mua được con đẩy nào mà thanh lý mà giá đã gọi là tốt như này thôi. Giá này nhá, chỉ ngang với những con đẩy hàng mới mà những cửa hàng này, cửa hàng kia họ quảng cáo hô mưa gọi gió thế này thế kia nhá. Đấy. Còn các bác muốn bảo hành 6 tháng thì cứ 5 triệu bảo hành 6 tháng. Ok, được chưa? Đấy. Đây, máy móc của nó đây, nó có luôn cả máy cắt súc đằng sau đây. Có input bằng jack calon này, input bằng jack 6D này, output bằng jack speak công chuyên nghiệp này, và jack bắp chuối này. Đấy, điện áp nguồn đây. 4 ohm low drive này, 2 ohm impedance vinoat này. Tức là một kênh này có thể tải được 2 ohm. Công suất thực tế. Đấy, nhưng cũng bây giờ khuyên dùng là tải 4 ohm thôi, tức là một kênh một quả 725 hay một kênh một con súc kép. Được, hợp lý, nghe có vẻ hợp lý. Đấy. Thì công suất mắc ngoát của nó chỉ đến thế thôi các bác ạ. Bây giờ nó
hơn nhau mấy trăm watt thôi là hơn nhau cả núi tiền rồi. Đấy, nếu mà quy đổi ra tờ 500 hoặc tờ 1.000 thì hơn nhau cả một núi đấy. Chứ còn quy đổi ra tờ 500.000 thì không đáng một tờ. Đấy, hơn nhau vài 300 watt thì cũng chỉ hơn nhau một tờ tiền thôi, hoặc là hơn nhau một đống tiền, tùy theo các bác cách thi quy đổi. Ví dụ các bác quy đổi theo kiểu là như này hoặc như kia, tùy. Đấy, ok nhá. Thì các bác nào quan tâm đến cục đẩy Molux mà 8.200 này, liên hệ trực tiếp với em. Đấy. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Clip lần sau lại tiếp tục thanh lý vỏ thùng loa. Đấy, nhiều cái hay lắm. Dạo này nhà chật trội, vào đúng như mùa gặt các bác nhìn này. Đấy, thấy lúa chưa? Đấy, ngày xưa mà các bác nào bảo là để gom lúa thì đây là đúng là gom lúa này. ngày xưa nhiều các bác ở trên Facebook hay có câu là để em gom lúa, để em gom thóc đã, đây có gom lúa này, còn thóc thì ở trong bao thì em không bốc vào giờ dặm tay lắm. Ok nhá các bác nhá, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em. Đấy, hoặc là có thể nhắn tin thôi cũng được. Mấy cái hàng thanh lý thì nhắn tin em trả lời, còn mấy cái hàng mà không phải thanh lý mà các bác nhắn tin còn lâu em trả lời. Em nói trước ấy, nhắn tin em không trả lời đâu. Đấy, nhắn tin xong phải gọi điện cơ, bảo anh vừa lấy con này vừa lấy con kia, anh định hỏi thêm con này nữa anh mua về thêm, hoặc là em tư vấn anh con này. Chứ các bác nhắn tin hỏi giá còn đâu trả lời, bởi vì nhiều video báo giá luôn rồi, nhiều các bác vui tính kinh người. Hôm trước có bác lấy, các bác hỏi là vỏ dây mới thì em báo giá rồi, nhưng mà hỏi bao tiền một cặp thì em không báo giá. Giống như dây bán vậy, nhờ các bác hỏi thì một đôi là bao tiền, em bán theo bộ thì bao tiền bộ. Đấy, đọc giá thế, chứ bây giờ có bán một đôi không em chịu. Thế nhờ các bác là tắt máy dứt khoát luôn, công nhận các bác tắt máy nhanh thật. Đấy, ok, thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì lại trực tiếp với em nhé. Bên em có là dây xúc kép, cục đẩy. Đấy, và rất nhiều các hàng thanh lý bán hộ anh em đám cưới, rất nhiều, không phải ít đâu, rất nhiều thanh lý bán hộ rất nhiều. Ok, xin kính chào toàn thể các bác nha. Hẹn các bác trong clip lần sau rồi. Chứ mấy con này bây giờ test cái gì nữa. Yên tâm các bác nhé. Các bác nào nhận hàng mà nỗi, các bác gửi về luôn cho em. Nói nhanh thế, không phải nặng nhằng đâu. Em bán hàng nó thoải mái, không như mấy cửa hàng khác đâu. Bán xong các bác nhận hàng cái là chặn số là dở hơi. Bên em mà bán hàng đấy uy tín là chính gốc. Địa chỉ thông tin của em là hơi bị rõ ràng. Cứ phần intro đầu video, các bác tạm dừng 3 giây lấy địa chỉ, tìm trên bất cứ một trang web, một trang mạng nào hay tìm ở đâu cũng có. Zalo, Facebook, YouTube có hết. Ok, xin kính chào toàn thể các bác nha.